Việt Nam thuộc top 10 các nước xuất khẩu mật ong trên thế giới. Tuy nhiên, thách thức đang đặt ra là yêu cầu chất lượng mật ong của thị trường quốc tế và nội địa ngày càng khắt khe hơn. Hiện nay, người dân chủ yếu nuôi ong ở thùng đơn, loại thùng một tầng. Khi thu hoạch mật, ảnh hưởng đến cả hoạt động của đàn ong và chất lượng mật. Theo tuyên bố của Hội ong quốc tế Apimodia năm 2019, mật ong thu hoạch ở thùng đơn không đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, thách thức mới nảy sinh là tháng 4 năm 2022, Bộ Thương mại Mỹ DOC đã ban hành kết luận cuối cùng về mức thuế trong vụ điều tra chống bán phá giá mật ong nhập khẩu từ Việt Nam từ 58,74% đến 61,27%. Với mức thuế này, các doanh nghiệp Việt Nam rất khó để xuất khẩu mật ong sang Mỹ, thị trường xuất khẩu mật ong lớn nhất của nước ta, chiếm khoảng 90% tổng sản lượng mật thu được. Nuôi ong thùng kế có nhiều ưu điểm nhờ không gian được mở rộng khi đặt các tầng kế phía trên nên tận dụng tối đa sức phát triển đàn. Mô hình nuôi ong thùng kế cho mật ong chất lượng cao đáp ứng được những yêu cầu mới về mật ong của thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá bán mật ong là cơ hội mới cho đầu ra của mật ong Việt Nam. Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm mật ong của ông Hoàng Anh Sáng tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Thay vì chỉ có mật ong như trước, hai năm nay, cửa hàng của ông có đa dạng các sản phẩm từ nuôi ong như mật ong, bánh tổ với chất lượng vượt trội hơn, được người dùng ưa chuộng, giá bán cao. Tất cả có được là nhờ nuôi ong trên thùng kế. Năm 2021, ông Sáng được tham gia dự án xây dựng mô hình nuôi ong ngoại khai thác mật trên thùng kế theo hướng Việt Cáp giai đoạn 2020-2022 và được các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới hướng dẫn kỹ thuật cùng với sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang. Theo ông Sáng, sử dụng thùng kế, phần mật khai thác sẽ chỉ lấy các cầu mật từ tầng kế, mật thu được là mật đã chín hoàn toàn. Màu sắc mật ong thùng kế trong không vẩn đục, thời gian bảo quản sẽ được lâu hơn bởi mật ong đã chín có hàm lượng nước thấp. Trên thùng kế thì mới nuôi được qua 2 năm nay, năm ngoái là do tôi trung tâm lên hỗ trợ và theo cái dự án chúng tôi làm theo thì mới được có đến bây giờ thời gian này mới được 2 năm. Nuôi ong trên thùng kế thì cái sản phẩm của nó sẽ bán được giá cao hơn ở cái thùng đơn. Nó không ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng của đàn ong khi vào mùa khai thác. Sản phẩm thì có rõ ràng là chúng tôi làm ra rất nhiều cái hình thức sản phẩm từ bánh tổ, có thể là quay mật và theo hoặc là cắt thành miếng mật ong bánh tổ để đóng hộp rồi bán cho khách hàng, hoặc là có thể là làm vào trong các lọ thủy tinh để bán luôn cả lọ. Hiện tại, cơ sở của ông Sáng đang thu cầu mật ở tầng kế. Mỗi cầu mật có thể đạt từ 1,5 đến 1,6 kg mật với giá bán từ 80 đến 100 nghìn đồng 1 kg, đem lại giá trị cao gấp 1,5 đến 2 lần so với giá mật ong nuôi truyền thống. Nuôi ong thùng kế là giải pháp kỹ thuật để thu được mật ong nguyên chất được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Với phương pháp này, chi phí để làm thêm thùng kế, cầu kế phải đầu tư cao hơn, nhưng bù lại chất lượng, giá trị mật ong sẽ được nâng cao. Lợi thế của nuôi ong tầng kế là có thể mở rộng được cái không gian nhờ đặt các tầng kế phía trên, cho nên tận dụng được tối đa sức phát triển của đàn ong. Nuôi ong tầng kế thì sẽ nâng cao được chất lượng mật ong do chúng ta đã thu được mật ong đã chín hoàn toàn. Trong mật ong từ tầng kế thì được đa dạng. Ngoài cái mật ong chúng ta ly tâm, chúng ta có thể khai thác cái mật ong bánh tổ. Mật ong trong thùng kế thì không lẫn các tạp chất, đó là xác ấu trùng chết và xác ong trưởng thành. Nuôi ong tầng kế còn giảm được cái tỷ lệ ong chia đàn tự nhiên, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế nuôi ong. Đồng thời, nuôi ong tầng kế còn giảm được công lao động do giảm số lần quay mật, cho nên người nuôi ong có thể tận dụng và chủ động trong bố trí nhân lực để thu hoạch mật. Kỹ thuật nuôi ong và khai thác mật ong trên thùng kế. Chuẩn bị thùng ong. Cấu tạo thùng kế thì bao gồm tầng trệt, lưới ngăn chúa và các tầng kế phía trên, gồm có tầng kế nguyên và tầng kế lửng.
trong tầng kế lửng thì sẽ có các cái khung cầu kế lửng để phù hợp với lại cái chiều dài của khung cầu và là cái nơi để đàn ong dự trữ mật, và chúng ta sẽ thu mật ong trên cái tầng đó. Trong kỹ thuật nuôi ong tầng kế thì đàn ong giống có những yêu cầu sau. Đàn ong giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải là được tạo ra từ những ong chúa đã được lai tạo, chọn lọc để có thế đàn lớn, năng suất mật cao, và đặc biệt là ong chúa phải nhỏ hơn 6 tháng tuổi. Bổ sung thức ăn cho đàn ong. Yêu cầu thức ăn bổ sung cho đàn ong phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng, an toàn cho đàn ong, không để lại tồn dư chất cấm trong sản phẩm ong. Có hai loại thức ăn. Thứ nhất là bổ sung mật ong cho đàn ong thì người ta sử dụng đường kính. Đường kính thì có hai cái tỷ lệ người ta pha. Thứ nhất là tỷ lệ 2 đường 1 nước để bổ sung những lúc đàn ong thiếu thức ăn trầm trọng. Tỷ lệ 1 đường 1 nước để kích thích đàn ong khi chúng ta làm chúa, khi chúng ta xây cầu và khi chúng ta chuẩn bị đàn ong để thu mật. Thức ăn thay thế phấn hoa thì là một cái thành phần hỗn hợp hiện nay người ta đang sử dụng, gồm có bột đậu tương khử béo, phấn hoa khô, các vitamin tổng hợp và đường kính, có các cái tỷ lệ khác nhau để bổ sung thức ăn thay thế phấn hoa cho ong. Và cái thức ăn bổ sung thức ăn thay thế phấn hoa cho ong phải đảm bảo được yêu cầu là cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho đàn ong phát triển. Để cho đàn ong ăn thức ăn bổ sung thay thế phân hoa, người ta có thể phết lên cái cầu nhựa, loại lỗ tổ to, rất to như thế này. Và các cái lỗ nó có cái hướng kích bên trên để phấn nó không bị tràn ra. Đấy, bây giờ ta sẽ phết cái hỗn hợp thức ăn được phối trộn và ta hòa trộn ở dạng sệt để đưa lên cái cầu nhựa như thế này. Sau đó thì ta sẽ đập cái cầu nhựa đã phết cái hỗn hợp ở dạng sệt vào trong đàn ong. Ngoài ra, người ta có thể nắm thức ăn thành những cái nắm nhỏ và đặt trên xà cầu. Cầu nhựa đã phết hỗn hợp thức ăn vào cầu và đàn ong. Trộn ở dạng sệt, tạo thành bánh đặt trên xà cầu hoặc phết vào cầu nhựa đặt trong thùng ong cho ăn 3 đến 4 đợt, mỗi đợt cách nhau 4 đến 5 ngày. Để xử lý việc ve ký sinh thì người ta sử dụng cái miếng xốp kích thước chiều rộng khoảng 5 cm, chiều dài khoảng 7 cm, miếng xốp cắt vuông thế này. Đối với axit formic thì khi chúng ta thao tác tẩm axit formic vào tấm xốp, hết sức lưu ý là axit formic thăng hoa rất mạnh, chính vì vậy khi tiếp xúc với axit formic chúng ta phải đeo khẩu trang và chúng ta phải đeo găng tay để tránh bị bỏng. Thứ hai, khi chúng ta ngồi thì chúng ta sẽ ngồi ở phía hướng đầu gió để axit thăng hoa nó sẽ bay về hướng ngược lại, nó tránh hơi của axit nó bay vào trực tiếp vào người mình thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Và mỗi một miếng xốp người ta tẩm 10 đến 12 ml axit formic 85%. Ở đây là cái cốc đong có các cái vạch để đo. Đây là 100, đây là 200, đây là 300. Và nếu như tôi tẩm 10
miếng xốp mà nồng độ là 10 ml thì tôi sẽ cần 100 ml axit ở đây. Để axit ngấm đều vào các cái miếng xốp, tôi sẽ đổ axit ra một cái khay phẳng và tôi đặt trên một cái mặt phẳng và tôi đổ axit vào. Mục đích tẩm axit đều vào các cái tấm này thì tôi sẽ lấy 10 miếng xốp đã cắt theo kích thước quy định. Sau đó tôi sẽ nhúng vào, tiếp xúc đồng thời 10 miếng xốp vào trong cái khay mà tôi đã đổ sẵn axit và tôi cho nhúng đều xuống. Và như vậy axit nó sẽ ngấm vào trong cái miếng xốp và mỗi một miếng xốp sẽ nhận được một lượng axit gần giống nhau. Và đây axit đã ngấm hết vào các cái tấm xốp. Sau đó thì tôi sẽ đặt cái tấm xốp nào vào thùng ong. Thì có hai cách, một là ta đặt trực tiếp lên phía trên xà cầu, hai là ta sẽ đặt phía dưới. Phòng bệnh mỗi tháng tiến hành đặt axit 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 đến 15 ngày. Điều trị bệnh tiến hành đặt axit liên tục trong vòng 14 đến 21 ngày, chia thành 4 đến 5 lần, mỗi lần cách nhau 4 ngày. Lên kế. Lên kế nguyên, với nhóm đàn phát triển vượt trội trong trại ong, tiến hành lên kế nguyên để tận dụng khả năng phát triển của nhóm đàn này và phòng ong chia đàn tự nhiên. Vào mùa phát triển thì người nuôi ong sẽ lựa chọn những cái đàn phát triển nhanh, vượt trội để lên kế nguyên. Ta chọn những cầu nhộng phẳng để đưa lên tầng kế nguyên. Sau đó thì ta sẽ đặt cái cầu gắn tầng chân vào cái tầng trệt để con ong nó sẽ xây và nó tiếp tục đẻ trứng. Ong chúa tiếp tục đẻ trứng vào những cái cầu mới này. Sau đó thì vẫn đảo như vậy, cái cầu nhộng này nó nở hết thì chúng ta lại chuyển cầu nhộng ở dưới lên trên và chuyển cái cầu nhộng nó nở hết xuống dưới. Sau đó ta đặt cái tầng kế nguyên lên trên. Như vậy là tôi đã giới thiệu với bà con về thao tác lên kế nguyên. Trong quá trình lên kế nguyên thì chúng ta theo dõi đàn ong. Khi mà các cái cầu nhộng ở tầng kế nở hết thì chúng ta lại chuyển các cái cầu không từ tầng kế xuống tầng trệt và ngược lại, ta lại chuyển cái tầng đã nhộng phẳng từ dưới tầng trệt lên tầng kế nguyên. Khi cái tầng kế nguyên đã đầy trước vụ mật 15 ngày thì sẽ đặt cái lưới ngăn chúa và đặt tầng kế lửng. Trên tầng kế lửng, đối với những đàn ong mà vượt trội về thế đàn quân đông thì người ta có thể đặt hàng loạt các cầu từ 3 đến 5 cầu có gắn tầng chân. Lên kế lửng, khi đàn ong ở tầng trệt đã phát triển đầy đủ, cách vụ mật khoảng 10 đến 15 ngày, đặt lưới ngăn chúa, đặt tầng kế lửng. Trước vụ mật 15 ngày thì ta tiến hành lên kế lửng, đặt lưới ngăn chúa. Sau đó ta tiến hành đặt tầng kế lửng. Ban đầu thì ta nên đặt 2 đến 3 khung cầu kế lửng có gắn tầng chân. Khi ong đã xây hoàn thiện các cái cầu này thì ta sẽ đặt tiếp những cái cầu kế lửng có gắn cái tầng chân để ong xây tiếp. Lưới ngăn chúa có tác dụng ngăn không cho ong chúa nên để trên cái cầu kế lửng, nhưng ong thợ có thể qua lại để giữ chữ mật ở phía trên. Toàn bộ cái nội dung lên kế lửng tôi đã giới thiệu với bà con. Thưa bà con, sau đây tôi sẽ giới thiệu tiếp về cái thu hoạch các cái cầu mật ở tầng kế.
Thì khi mà các cái cầu mật ở tầng kế đã đầy thì chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn những cầu mật đã vít nắp toàn diện để thu hoạch, nhằm đảm bảo là thu được các cái mật đã chín hoàn toàn. Để tránh ảnh hưởng đến đàn ong và ong đốt thì ta sẽ bơm khói nhẹ để đuổi ong xuống phía dưới. Ta sẽ lựa chọn những cái cầu mà đã vít nắp, mật đã vít nắp. Nếu như ở tầng kế lửng mà đã đầy, tạo không gian để chúng ta rú ong cho nó thuận tiện, thì chúng ta sẽ đặt tạm cái cầu mà có ong vào cái thùng không đã chuẩn bị sẵn, tránh để cái cầu ong tiếp xúc với nền đất. Ta sẽ lựa chọn những cái cầu mật đã vít nắp, tức là mật đã chín hoàn toàn để thu hoạch. Như cầu này là cả hai mặt cầu đã ong đã vít nắp kín. Ta dùng chổi để quét ong. Ta trả cái cầu mà có quân mà mật nó chưa vít nắp về cái tầng kế để con ong tiếp tục đổ mật và vít nắp các cái lỗ mật đã chín. Có hai cách để ta đa dạng hóa cái sản phẩm mật ong, thì người ta có thể dựa vào cái phương thức thu hoạch. Nếu như cầu mật đã vít nắp mà ta cắt vít nắp xong đó ta đưa vào máy để ta ly tâm mật ra, thì theo tiêu chuẩn mật ong quốc gia Việt Nam là mật ong có thể được định nghĩa và được đặt tên theo phương thức khai thác. Và nếu chúng ta quay mật, quay bình thường bằng máy quay mật, thì ta sẽ có mật ong ly tâm. Chúng ta không ly tâm thì chúng ta có thể cắt cái bánh tổ mật này thành các cái miếng theo khách hàng. Đấy, và ta đặt vào trong các cái hộp xốp hoặc là những cái hộp thực phẩm. Và ta có thể dán nhãn, nếu ta đăng ký chất lượng, ta có thể dán nhãn mác cái cơ sở nuôi ong của ta để người tiêu dùng biết được cái nguồn gốc ong mình sản xuất. Thì đấy là cái cách thức để mình ta đa dạng hóa cái sản phẩm mật ong, một trong những việc rất quan trọng đối với ngành ong Việt Nam trước bối cảnh thị trường xuất khẩu cũng như tiêu thụ mật ong gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay. Các cầu mật được đặt vào thùng vận chuyển cầu mật làm bằng thép không gỉ và chuyển đến nơi quay mật. Xin được tham khảo ý kiến của chuyên gia là ngoài cái để trí tận rồi thì còn có những cái lưu ý gì đặc biệt ở trong nuôi ong thùng kế? Đối với nuôi ong thùng kế để đạt được hiệu quả kinh tế cao thì đối với thùng kế là chúng ta phải sử dụng những ong chúa đã được chọn lọc và lai tạo, có thế đàn lớn, năng suất mật cao, có khả năng kháng ve ký sinh. Và đặc biệt là các vụ mật ở nước ta thường là ngắn, cho nên ta phải chủ động để chuẩn bị đàn ong sung sức trước khi bước vào vụ mật. Đó là những cái lưu ý đối với lại cái kỹ thuật nuôi ong tầng kế để đạt được cái hiệu quả kinh tế cao, cũng như là ta duy trì được một cái sản phẩm có chất lượng tốt và chúng ta cải thiện được cái thu nhập. Những năm qua, kỹ thuật nuôi ong thùng kế đã được các cơ sở nuôi ong, các hộ gia đình áp dụng vào thực tế chăn nuôi ong để nâng cao chất lượng mật, đảm bảo an toàn thực phẩm, đa dạng hóa sản phẩm mật ong, mở rộng thị trường tiêu thụ mật ong, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Áp dụng phương thức nuôi ong mới, người nuôi ong giảm được chi phí công lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá bán mật, tăng hiệu quả kinh tế nuôi ong, góp phần duy trì và phát triển bền vững nghề nuôi ong ở nước ta. Nuôi tầng kế là xu hướng tất yếu khi thị trường xuất khẩu mật ong của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu mật ong vào Hoa Kỳ, trong khi thị trường nội địa yêu cầu của người tiêu dùng cũng ngày càng nâng cao. Vì vậy, nuôi ong tầng kế là xu hướng tất yếu mà được hầu hết các cơ sở nuôi ong ở Việt Nam ưu tiên hiện nay. Trên đây là toàn bộ kỹ thuật nuôi ong tầng kế tôi xin được giới thiệu với bà con. Chúc bà con nuôi ong tầng kế thành công.